không? Ở Việt Nam, mỗi năm có 3.000 trẻ em sinh ra với dị tật ở môi, hở hàm ếch, rất cần sự giúp đỡ. Và chúng ta có thể giúp đỡ các em bằng cách tham gia vào chương trình Cho Em Nụ Cười, Cho Em Cuộc Đời. Lần này mà Hoàng Minh muốn tham gia chương trình này để cùng chúng ta giúp đỡ các em mang lại một nụ cười và một cuộc sống bình thường bằng việc tham gia vào chương trình Cho Em Nụ Cười, Cho Em Cuộc Đời. Các bạn có thể tham gia bằng cách là mua áo thun và các vật phẩm để giúp đỡ các em, tham gia đi bộ đồng hành để giúp đỡ các em, và các bạn có thể tham gia ủng hộ trực tiếp cho chương trình Operation Smile. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, lang chiếc bóng đi giao lời dối gian. Những khi chiều tối cần có